Rồi, rồi bây giờ con nói với cô chú làm sao? Mom, I wait for you. Hả? Không, con nói với cô chú làm sao đó, cô chú ơi. Cô chú ơi, bây giờ con tập ăn với đũa. Nói đi. Đây mày lộng dơ, đây mày lộng dơ, đây mày lộng dơ không đeo ạ? À? Coi đầu. Mom, my phone. Yeah, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. My phone. Rồi. Bây giờ này. Con nói con bây giờ mình dùng mình làm. Bây giờ là mình làm eating show nè. Bây giờ nó nói cô chú ơi. Bây giờ con tập ăn với đũa. Ăn với đũa. Mami ăn chứ đi. Ồ, con tập ăn với đũa rồi, con ăn cho cô chú coi nè. Ăn xong rồi cái con chùa miệng cho cô chú coi luôn nè. Rồi, lắp cho cô chú coi đi. Để mẹ lấy cái này ra để cho để quay cho cô chú. Mom, I'm so sick. Ồ, ăn đây, ăn đây, ăn đây. Quay cho cô chú coi đi. Which one are you looking for? The black one. The little handheld one? No, I don't know where that one. The one that I like. What is it? No. You like that. Okay, where's your, No. You're going to eat, JD? JD. JD, bây giờ là mẹ có yến rồi. Để mẹ làm yến cho con ăn nghe chưa? Không, người ta đập nó cho ăn. Rồi ăn đây nè, khi mà con ăn á con phải để cái này gần vô con. Con cầm cái đũa làm sao? Con muốn ăn cái này. Ồ, con mang cái này cũng muốn ăn cái này phải không? Ok. Rồi bây giờ cầm cầm cái đũa. Xỏ cái ngón tay vô. Chỉ cái ngón tay luôn. Đúng rồi, xỏ ngón tay vô rồi. Ăn đi, lại đi, gấp lên cho cô chú coi nè, đây nè, cô chú cho cô chú coi nè. Gấp lên, đúng rồi, đưa miệng vô. Thấy chưa cô chú, bây giờ để mẹ lấy cái tripod cho nó cao cao chút cho cô chú thấy cây ăn cao cao chứ. Cái này để nó lấy cái tripod của mẹ đâu rồi ta, kỳ ta. Tripod của mẹ hả, cho ăn cho cô chú. Chú. No. Kỳ ta. Tripod của mẹ đâu mất tiêu rồi. I can't. Rồi cho cô chú coi cho nó. Mom, I can't. It's too expensive, honey. Ngồi con ăn cho cô chú coi cho mẹ coi coi. Oh, look at this. Ok, để mẹ ngồi. I can. Yes, con có thể làm được mà. Yeah, mom. Nè, cái nè. Đây nè, cái ngón này nè. Mẹ nghĩ là cái ngón này. Rồi cái ngón giữa, ngón giữa, ngón giữa. Ngón giữa, ngón giữa. Ngón này để bên kia, bên cái không, ngón giữa nè. Rồi, cái ngón đeo nhẫn. Đó. Rồi, cái ngón này. Rồi. Is Jay swim class tomorrow? Yeah, ngày mai là đi bơi nha. Her goggles are over here, so. Ngày mai là đi bơi đó. Rồi ăn cho cô chú coi nè. I put them out so you can see them. Kéo lại gần gần cho cô chú coi rồi. Đó. Rồi cô chú coi chay đi. Nha, bỏ vô, gấp vô. Còn phở này ngon lắm á, ăn đi. Ăn. Để mày chỉ cho. Hôm qua con gấp mì giỏi lắm mà sao nay con vậy? Yeah, booty. Ăn vô đàng hoàng. Gấp vô đàng hoàng. Không biết nước súp không? Nước súp phở ngon ghê chưa? Thôi nha, xì tớp nha. Chùi miệng bằng cái gì? Rồi hả miệng ra. Hả bự ra, gấp vô. Thấy chưa cô chú ơi, cô chú thấy chay giỏi chưa? Hút vô. Wow, Jay's doing a good job. Jay's the best. What's that? Nó nhơi đó, bây giờ nó ngồi nó nhơi đó. Con phải ăn hết chén này mới được đó. Chứ còn không ăn hết chén này là không có được đâu. Jay, ăn đàng hoàng. Ăn đàng hoàng cho mẹ. Mẹ có đi. Rồi, gấp vô, ăn vô. Giữ người nghe Jay, phải ăn đàng hoàng nghe chị Jay. Hả miệng ra, bỏ vô, hả miệng ra, bỏ cọng nó vô, đúng rồi. Hút vô, rồi xong luôn, rớt. Đấy nha, hút vô. Đúng rồi, giỏi. Rồi, vô tới chơi, chơi giỏi chưa. Rồi, bỏ vô con, ăn vô luôn. Rồi, bắt đầu cầm đũa tiếp đi, mình phải tập cầm mỗi ngày thì mình là người châu Á mà mình phải biết cầm đũa chứ con. Ừ, mình phải ăn đũa cho thật chuyên nghiệp thì người ta không? Ok. Đúng rồi. Mẹ là người gì? Chị. Mẹ là người gì?
Mẹ là người Việt gì? Lẹ lên, lẹ lên. Chay là người Việt gì? Chay, stop. I got it. Jady, I'm being serious, okay? Stop saying that word. Con không được nói cái chữ đó nữa, nghe chưa? Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc đó, mẹ không giỡn với con đâu nghe chay. Ăn đàng hoàng. Oh, meow. Can't. With him with the finger dirty. Oh, meow. Can't. Mẹ không giỡn mặt đâu nghe chay nha. Ăn đập nghe chay nha. Rồi, chạy lên đàng hoàng. Hả miệng. Đúng rồi, hả miệng bự ra. Ăn nhiều vô. Hả bự ra. Một lần gấp đũa là một lần khó. Nên là khi mà cái đũa mình gấp được là mình phải ăn hết cái đồ ăn ở trong cái đũa đó. Hả bự cái miệng ra. Cái con này ăn uống mà không ấy với nó là mệt mỏi với nó lắm. Mệt mỏi chứ không phải đơn giản. Con muốn ăn xào qua đời. Không muốn ăn xào qua đời phải không? Ngồi im đó, ngồi im đó, tự ăn đi rồi mày đi lấy. Có liền ở đây con xào qua đời. Đây, có nước đầy đủ đây. Ăn vô cho mẹ. Ăn vô đi. Nó mày đang biết cho cô chú coi nè. I need some little love in my life. Oh, I need some little love in the dark. But I'm hoping it might kickstart. Me and my broken heart. You know what I'm hoping tonight. Hả miệng. Hút vô. Nè, hả ăn này vô, hả ra. Ăn này vô coi, hả ra coi. Nhớ ra. Đó. Giỏi. Nó ăn được một cọng là tôi này nó muốn hết hơi hết một cọng á. Ai có con mới biết được ăn cọng là hết hơi một cọng. A little bird I'm hoping it might kick start. Rồi rồi tiếp tục. Đó. Rồi nãy con qua nhà bị đi đâu đợt con chơi được cái gì con nói cho mẹ nghe coi. Là chơi Lego hả? Ở nhà bà có nguyên một cái ngôi nhà công chúa luôn phải không? Ừ. Để con qua là con chơi cái ngôi nhà công chúa đó phải không? Bà đi đó là mùa đông này con bà đi làm có con chơi ở nhà cũng vui. Bà có con chơi ở nhà qua nhà chơi bà đỡ buồn. Hai mảnh đời, hai mảnh tình gặp nhau. Nhai đi mảnh tình ơi, mảnh tình. Rồi, mảnh tình đó. Em mua rồi. À, khỏi cần hấp nước đó, hấp cái nước của phở cũng được nữa, khỏi cần hấp nước đó. Rồi, đưa đây. Đưa cái miệng vô. Những cái đũa này khó gắp thiệt chứ. Hút vô hết luôn. Đúng rồi, giỏi. Đàng hoàng. Giỡn người không? Để này mẹ nghiên cứu cái miếng này để làm sao để mẹ làm cho con ăn này. Cái này là bà Bảo gửi qua cho mẹ nè. Bà Bảo gửi qua đây nè. Sản phẩm vô giá từ thiên. Mẹ coi coi. Tổ yến đã làm sạch lông ngâm nở 30 phút còn 1 tiếng trước khi nấu phải không? Tùy theo định lượng người dùng, một tổ yến và 1 tiếng sạch. Khuấy nhẹ, gạn bỏ nước. Tổ yến vào cốc sứ, chút đường, chút tè. Cái nào này để gọn gọi đi. Này gọn thổi hổ bà ngoại đi chứ đọc cũng không hiểu đâu. Đúng rồi, khi mà mẹ nấu yến là mẹ bỏ một chút nhị hoa nhị tây cho con ăn lên. Hay lên. Hồi nào giờ trên đời mọi người tin không, mà nào giờ trên đời Ngọc chưa có ăn yến lần nào luôn á. Trời sao mấy cái món khác là mấy món các bạn thấy Ngọc ăn mấy cái món ăn đúng không? Từ hồi nào giờ Ngọc chưa biết ăn yến là gì luôn. Uống nước yến là uống vậy chứ chưa bao giờ biết ăn được cái tổ yến. Hả? Không, ngồi im đây ăn hết cái chén này nha. Hồi nào giờ hả chưa có biết ăn cái yến là cái gì luôn á. Hả miệng. Hả bự. Ôi trời. Hút vô. Rồi. Đợi cho mình ăn hết cái tô phở này là cũng 10-15-20 phút. Mệt. Hồi đó ăn chay ăn dễ hơn bây giờ. Bây giờ nó ăn khó hơn.
bây giờ nó là toàn là ăn đồ Mỹ, đồ không mà cơm mà bỏ cho đồ thịt kho vô, nước thịt kho vô thì nó cũng muốn ăn, nó ngộ ghê. Nước tương thì nó ăn, chứ nước mắm thì nó ít ăn. Ngồi im đây, đừng có giỡn này trai nha. Mẹ có mặt cô chú chứ, có mặt cô chú chứ, mẹ la con là mẹ la đó, chứ không phải đơn giản đâu nha. Cô chú coi mấy chục ngàn, mấy chục ngàn cô chú coi con là với cô chú con hư, cô chú mẹ la là coi cô chú cười con là con. Rồi hả hả hả, mẹ la con là cô chú cười con đó, cô chú nó không chay hư bị mẹ la đó. Không, không có last one, ăn hết cái chén này mới là last one, hút sạch nước luôn cho mẹ, rồi lúc đó mới vô trong phòng rồi ba mới đọc sách cho con nghe. Ngồi im đó, con phải no bụng thì mẹ mới yên tâm để mẹ làm việc, con hiểu không? Con mà không mẹ làm việc mà mẹ làm việc để mẹ kiếm tiền, để là con mẹ cho nói cho con nghe nè. Mẹ làm việc mẹ kiếm tiền để làm gì? Để mẹ lo cho con. Mà mẹ làm việc nhiều quá mà con không có ăn ngon là mẹ cũng mẹ con không cần làm việc luôn á. À, trời trời. Ờ đúng rồi, bây giờ mẹ cần dạy con một điều. Hồi nãy lúc mà mẹ chở con đi shopping đó, cái bà kia thấy con dễ thương quá, bà đứng bà cười, bà thấy nó dễ thương, bà đứng bà cười, so cute, bà đứng bà nhìn nó bà cười vậy đó, bà nói nó dễ thương quá rồi kia, nó làm gì nè, rồi nó làm gì đó cô chú, nhưng mà nó nói, tại vì nó nói là bà đã bà cười nó, là ý là nó cái ý là nó nói là cười quê, nó chọc quê, nó không có biết á, nhưng mà mẹ nói cho con nghe nè, khi mà người ta cười á, là người ta có mấy cái dạng cười lắm. Chứ không phải là người ta hả ra, người ta mở cái miệng cười ra là người ta cười mình, người ta cười là cười chê mình, không phải. Tại vì bà thấy con quá dễ thương, thấy con quá là đáng yêu, thấy con là một đứa bé rất là ngoan, nên là bà cười vui. Ủa nếu mà con không muốn là để mày kể cho nghe nè, bây giờ con muốn người ta gặp con là người ta cười, hay là con muốn người ta gặp con là người ta bực mình rồi người ta muốn giọng cho con một giọng? Mẹ hỏi con đó, bây giờ con muốn người ta gặp con người ta cười vui không? Ừ thì bây giờ ta gặp con người ta cười đó. Người ta cười á là con quyệt vì con quá dễ thương, quá đáng yêu, chứ không phải là người ta cười nhạo con. Cái gì? It's not the right choice. What do you mean it's not the right choice? Hả? Daddy? I gotta talk to you about this. Yeah. Ok, bây giờ mẹ cần ba ra để nói chuyện với con về cái này. Tại vì ai mà cười với con là con cũng nói người ta cười con hết đó. So when we went shopping, there was a lady, she saw JD was so cute. So she was like, oh, hi baby, so cute. And she was, you know, and then she was like, hmm. And then she was upset because she said, mommy, that lady was laughing at me. So I tried to, can you explain to her? JD? She's. I can't explain it to her when she's acting like this. JD, you. What you do? Con làm gì chay? Yeah. Hả? No, you. She's. It's too late. At certain time at night, she's just a wild, crazy person. No. Yeah. No. Seriously. Every time after 10 o'clock, she just run around, go crazy, just screaming and just and looks like that. Mới có 11 giờ tối chứ mấy? You can't. You got to teach her in the morning when she first wakes up. Yeah. No, but. Now you just tell her something because you said don't see her in the morning. JD. She will listen to it. Bây giờ mà ba giải thích cho con nè. Bây giờ ba sẽ giải thích cho con lý do tại sao bà đó cười nè. Okay, now daddy gonna explain to you, okay? JD, you have to appreciate the... JD. JD. JD, bây giờ con có nghe mẹ với ba nói chuyện không? Rồi ba giận con luôn rồi, ba đi luôn rồi, ba không có thèm nói chuyện với con luôn rồi, thấy chưa? Tại vì khi mà ba mẹ nói chuyện với con là con thấy chưa? Hả? Did you scare? Yeah. Khi mà ba mẹ nói chuyện với con là con đâu có được làm vậy. Đó, đó, thấy chưa? Dạ ba. Dạ. Dạ ba. Nói dạ ba. À. Rồi con dạ ba đi. JD? Dạ ba. Yes daddy. Can you say yes daddy? Hả? À, con đang nhai hả? Con đừng có xạo. Con nói đi con dạ ba. Ok. Yes daddy. Rồi. When somebody talks to you,
Look at me when I'm talking to you, okay? Ngồi đàng hoàng, quanh tay lại nghe ba nói chuyện. Không có giỡn, không có giỡn nghe trai. Yeah, she's like slapping me right now. She's not gonna listen. Bây giờ là 11 giờ tối rồi đó cô chú. Nên là cái tâm trạng của nó là nó cũng không có được bình thường. À, trời đất ơi. Giỡn mặt hả cha? Baby just say it, just say it. JD. Thả miệng, không có giỡn nữa nha. Baby, can you give me the regular, regular. Đưa, đưa, đưa cái đồ đũa thường này, cái đồ đũa này khó ăn quá. Đưa miếng nước chuột, không miếng sắp vô. JD. Nó ba bịch rồi. Listen to me now. Rồi, không có giỡn nữa. Listen to me. When people compliment you, all you have to do is say thank you. Okay? Don't look at them mad. Don't do this. Don't do that. Don't. Okay? Đó, ba nói đó, khi mà người ta, did you hear what I said? Khi mà người ta khen con á, con phải nói là dạ con cảm ơn. Chứ con không có được là người ta đâu có cười con đâu. Người ta cười là tại vì con dễ thương, they laugh at you because you are so cute. Not because that you did something wrong and they laugh at you just like to have to make fun of you. That's Mom, Dad, you laugh at me. It's so funny. No, no, that's different. Nhưng mà bà đã bắt bà cười con là tại vì là con quá dễ thương nên là bà cười chứ không phải là bà cười nhạo con. That's two different things. Yeah, well, you have to be polite to strangers and you have to be polite to elderly people, okay? So if there's somebody that's older than you that is compliment you, you have to be polite and say thank you. Okay? Yeah. Will you do it next time? Remember, JD, too much ha ha, pretty soon boo hoo. So did you hear what I said, JD? Dạ, con có nghe ba nói không? Nãy giờ con có nghe gì ba dạy con không? Dạ. Okay, what did I say, JD? What did Daddy say? Nãy giờ ba nói gì? Daddy say. What did I say? Okay, pretty soon it's gonna be boo hoo. Dạ, bây giờ là không nghe lời là úp mặt chú Tường nè. Và bây giờ tới khóc nè. Bây giờ vừa tới vừa cười là khóc liền ngay lập tức đây nè. Rồi ok, bây giờ ba dạy á, là ai khen mình. Bây giờ ba dạy là ba nói ai khen mình là mình phải nói làm sao. Mình phải nói làm sao. What you gonna me? Say when they give you compliment, what you say? Say thank you. Say thank you. Ok. Con phải nói con cảm ơn nghe chưa. Con không được giỡn ngươi nghe chưa chay. Đưa cái miệng vô ăn thêm miếng nữa lại lên. Don't be rude to strangers, okay? All you do is make people not like you and make people think you're a bad girl. Yeah, nếu mà con mà làm ấy là người ta nói là con là một cái đứa con nít không có ngoan và người ta sẽ không có thương con đâu. When somebody compliments you, says you look very cute, you say thank you. Đó, đúng rồi đó. Okay? Okay? Dạ ba. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Rồi, con ơi. Rồi bây giờ con này nó giỡn ngươi dễ sợ luôn, bữa nay nó giỡn ngươi vô. Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú đi. Đó, bây giờ cô chú thấy con trai rồi đó. Cái tuổi này là cái tuổi mà cái tuổi lên ba. Giỡn con này nó giỡn không à. Rồi hả, miệng ra gần xong rồi nè, lẹ lên gần xong rồi hả, hút vô rồi gần xong rồi đó. Rồi ok, bye bye cô chú nha.